Thưa quý vị, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần. Thời điểm này, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Đà Nẵng bắt đầu chuẩn bị lượng hàng hóa lớn phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe người dân, các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường. Đây là một buổi kiểm tra quy trình sản xuất của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tại cơ sở nước đá Tiến Vũ, quận Sơn Trà. Ngoài việc kiểm tra giấy tờ sản xuất, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, ban còn kiểm tra hệ thống sản xuất nước đá theo quy chuẩn đã được doanh nghiệp cam kết, nguồn nước dùng để sản xuất cũng như quy trình đóng gói, bao bì. Trước việc nhu cầu tiêu thụ nước đá tăng cao dịp cuối năm, ban cũng yêu cầu cơ sở kiểm soát chặt đầu ra, nhất là tại các nhà hàng, quán ăn. Chất lượng là luôn phải đảm bảo hàng đầu để đảm bảo được sức khỏe của người tiêu dùng. Thì bây giờ anh sản xuất ra với dây chuyền công nghệ khép kín và nguồn đầu vào thì là bằng nước thủy cục và qua lọc và RO để cho đảm bảo được cái nguồn nước sạch nhất. Cùng với nước đá thì sản xuất nước uống đóng chai cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong lần kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm này. Đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, quan trọng nhất là việc đảm bảo được chất lượng nguồn nước. Vì vậy, đầu tư dây chuyền đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất, tinh lọc nguồn nước là yêu cầu đặt ra hàng đầu. Tất cả mọi cái quy trình sản xuất thì chúng tôi đều tuân thủ theo cái quy trình rất là nghiêm ngặt. Và tất cả các thiết bị thì đều được là nâng cao theo từng giai đoạn. Cho tới thời điểm này thì có thể nói là toàn bộ cái hệ thống là sản xuất nước uống chai Biwa đã được tự động từ cái khâu mà rửa, có máy rửa vỏ bình, tới cái khâu đưa vào chiết rót và tới khâu là khi bóc cũng có robot bóc để đưa lên pallet thành phẩm. Theo kế hoạch của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, các đoàn thanh kiểm tra liên ngành hiện đang tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều, có yếu tố nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống, dịch vụ ăn uống. Song đó, các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh nhằm giúp các nhà quản lý, nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nắm rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình về bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh cái loại hình thức ăn đường phố thì ban cũng chú trọng đối với cái loại hình đó là nước uống đóng chai và nước đá. Vì hai cái loại hình này thì nước đá dùng liền và nước uống đóng chai là đều có cái quy chuẩn kỹ thuật quy định. Đối với nước đá dùng liền và nước uống chai là phải được sản xuất từ cái nguồn nước dùng cho nước sinh hoạt theo định và sẽ được bao gói cũng như ghi nhãn và được công bố chất lượng. Thì trong quá trình kiểm tra là đoàn sẽ lấy ngẫu nhiên các sản phẩm của cơ sở từ công bố để đi xét nghiệm định kỳ để đánh giá về cái hồ sơ công bố của cơ sở. Nếu trường hợp mà nhãn sản phẩm không đạt thì ban quản lý sản phẩm sẽ có chế tài xử lý nghiêm theo định. Sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng là cơ sở để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm cũng như dịp Tết gần kề. Tuy nhiên, để ngăn ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm, người dân cần thực hiện theo những khuyến cáo của ngành chức năng, cần có sự lựa chọn thông minh, chỉ mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xem kỹ hạn sử dụng, thông tin ghi trên sản phẩm.